Alo, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là thằng Sika và hôm nay mình sẽ làm một cái gameplay ngắn của trò I The Horror Game. Ok, hot luôn nha. Lay. Skip luôn. Ok, bây giờ mình tìm ít nhất là 30 túi tiền này. Thì mình có thể ra về. Trốn hoặc chạy khỏi cái con ma, khỏi cái những thứ mà đe dọa mình. Ok. Mình tiết kiệm năng lượng này và dùng cái con mắt để di chuyển an toàn. Ok. Bắt đầu nào. Đi được một túi tiền rồi này. Cốc chén gì đấy? Uriapha. Có chìa khóa tầng ngầm rồi. Ghê đấy các bạn ạ. Mình chơi game này nhiều lần rồi nhưng mà cái tiếng động vẫn làm mình rất là sợ. Mẹ. Tiếng gió vi vu như kiểu quanh đây. Mấy cái ảnh này đi đâu cũng nhìn thấy mình sao? Ghê vãi. Đồng hồ này. Đây chỗ đồng hồ này. Ô đồng hồ vẫn chạy này. Một con mắt nữa. Ok. Đến bây giờ vẫn chưa có con ma nào. Bầu không gian rất yên tĩnh nhá. Mẹ ghê vãi. Một con mắt nữa này. Địt. Ghê vãi. Ghê vãi. Gì rung 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 quanh đấy. Có gì rung rung ấy. Mẹ ghê vãi luôn. Một này. Hai. Ok. Mình sử dụng con mắt thôi. Ui, nó nhanh đấy. Nó đang ở gần đây. Nó đang đi xuống cầu thang vãi. Ui kìa. Ui dùng. Hai làm sách. Dùng đi. Nó đu giờ hơn làm sách. Thì con ma đi rồi, con nên ra không các bạn? Nên ra đấy. Ra thôi. Ok. Yolo. Ơ, không ma. Vui đấy. Các bạn nghĩ là mình nên xuống đây hay là lên nhỉ? Thôi mình cứ lên đi ạ. Ôi! Violin! Mẹ! Chạy một lần nữa à? Mẹ ghê vãi. Này chơi dần nhanh nhá. Này chơi tốc độ ấy. Xua! Nhanh vãi. Không có gì trong này. Trời ơi, lại rung ngồi. Mẹ, nấp, không ngồi được. Và anh nghe tiếng con ma đang... À, ôi kìa, ham sách kìa. Mẹ, con ma này nghiện ham sách sao ấy. Lúc nào cũng thấy mẹ... End of do the ham sách. Ồ, hóa ra con ma đang ở tầng hầm. Ôi, sao đi nhanh nhỉ? Mẹ chơi khó, nó đi nhanh lắm các bạn ạ. Đi nhanh như kiểu mẹ hack speed ý. Mà tiếng động trong này rất ghê nhá. Hay là mình giật mình vãi lìn. Chạy lên. Ngồi. Yeah, adios, sucker. Một con mắt nữa này. Ui. 1 2 3 sướng vãi. Ok kìa. Một con mắt nữa. Chơi mức khó không có cái lợi các bạn ạ. Được nhiều mắt. Ơ kìa. Sao bắt nén đi làm gì? Mẹ mạng nhện kìa, ghê vãi. Ui kìa kìa. Ui cái đầu nó bay qua ghê. Ui kìa. Cái đầu nó vẫn bay qua. Phải không? Con này đi nhanh lắm các bạn ạ. Con này đi nhanh cực. Nó đi. Sao run? Thấy gì đâu. Ui kìa kìa. Sao dùng thế? Mẹ dựng hết cả lông ngáy này. Lông tay này. Mẹ tay này. Nối cả da gà. Thôi, có lẽ mình... Tại vì các bạn nhé, có lẽ mình kết thúc game episode tại đây thôi.
Và nếu các bạn thích video này nhớ like, subscribe cho mình share. Mình sẽ có nhiều động lực để làm video gameplay khác. Tạm biệt các bạn. Bye.